Và hôm nay trước khi bàn giao máy cho khách thì mình sẽ quay lại quá trình kiểm tra máy trước khi bàn giao khách các bạn ha. Từ test điện đến uốn. Vâng, trước tiên là mình cắm điện vào, bật CV lên các bạn ha. Cái đèn này nó sẽ bỏ sáng. Và cái bảng điều khiển 4 tần này nó sẽ nhấp nháy lên các bạn. Đây là công tắc đảo chiều các bạn ha. Đây là cái nút shift stop. Khi máy có vấn đề gì bạn cần bấm nút này thì máy sẽ dừng lại ngay lập tức ha. Chẳng mấy gì chẳng mấy gì.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.